Trước mắt các bác là một đôi loa rất thơm ngon và béo đây. Một đôi loa của BK của Nhật, màu gỗ rất đẹp luôn. Thật ra loại này tôi đã lấy về rất lâu nhưng mà hôm nay tôi mới đăng. Tôi có rất nhiều loa BK nhưng nó màu khác đằng kia. Nhưng mà đây là loa màu gỗ nên rất là đẹp để trưng bày cũng như nghe nhạc. Loa này đánh bát cực kỳ hay nha, một bát 25 và 2 tép. Nói luôn các bác, những cái dòng loa BMB ấy, cái loại bát 25 giả sử như 25R và 252 ấy, chất âm thua xa loa này. Nhưng mà giá nó còn cao hơn hoặc bằng. Nhưng tại sao nó cao hơn? Bởi vì nó thương hiệu hơn. Chứ còn dòng loa này tiếng cực khỏe và hay, nhưng giá lại rất là vừa tiền. Kể cả loa Anh Quốc, cái loại 3190, tôi nói luôn các bác, chất âm chỉ như loa này thôi. Loa này đánh quá hay, bát đánh căng, đánh mở to nó không bị vỡ tiếng. Đây tôi sẽ lật mặt sau một con này, các bác xem. BIK 880. Đôi loa này nếu mở theo đường nhập khẩu mới tinh nó bán tầm 10 triệu trở lên. Đây hàng tuyển chọn còn rất mới và đẹp các bác nha. 6,5 triệu đồng. 880, 8 ohm, Nhật Bản. 150 đến 450W. Nhưng đừng có nhìn vào cái watt để làm gì các bác nha. Đây nó sản xuất 209 này. Watt này không có loa là 450W đâu. Màu gỗ rất sang trọng luôn. Loa bát 25. Karaoke nghe nhạc. Chuyên karaoke nhưng có thể dùng nghe nhạc vì loa Nhật rất phê. Gần là gần cao su. Hai tép hai bên. Phải nói là quá đẹp luôn. Nó kể cả những cái loa kiểu như này các bác nhá, BK này. Các cái bát với cái tép nó giống hết loa này thôi. Nhưng chẳng qua nó làm kiểu cách khác đi. Kiểu dáng khác đi nên nó đặt các cái mã khác nhau, còn chất âm như nhau hết. Chẳng qua loa này thì nó đẹp hơn thế thôi. Chứ không qua có chuyện những cái củ loa này nó khác củ loa kia đâu bác ạ. Bởi vì nó cùng một dây chuyền sản xuất, nó phải tận dụng, nó chỉ làm kiểu cách khác nhau đi thôi. Chứ không bao giờ có chuyện là nó củ nó lại phải thiết kế kiểu khác một chút. 6,5 triệu, tôi còn khoảng 4 năm đôi loa này nữa. Bác nào có nhu cầu thì cứ đến nghe nhạc hoặc là xem video tôi test. Tôi đảm bảo các bác loa này cực hay luôn. Cái giá của nó quá rẻ so với loa bầu. Loa bầu sách dép cho loa này luôn. Về độ chất, về độ khỏe của loa này thì gấp nhiều lần loa bầu. Loa bầu tôi vẫn có ở cửa hàng, tôi vẫn bán. Giá nó cao hơn rất nhiều loa này. Như về nếu mà so sánh mở cùng một chất âm ra thì loa bầu thua xa. Vậy thôi, chẳng qua là thương hiệu thì nó phải giá cao hơn. Kiểu gì cũng chơi, kiểu gì cũng phải có hàng bán loại này loại kia. Có cái gì thì tôi chia sẻ thật thế thôi. Xin chào.